Mến chào quý vị đang đến với chương trình Nghề của bạn được phát sóng định kỳ vào lúc 14:30 thứ sáu các tuần trên kênh HTV9 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vài thập kỷ trở lại đây, máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đã trở nên phổ biến và hỗ trợ chúng ta xử lý rất nhiều việc, từ những việc học tập cho đến hàng loạt công việc khó dễ khác nhau. Do đó, việc sở hữu máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay để phục vụ cho nhu cầu của người dùng ngày càng được tăng cao và đã trở thành một trang thiết bị cần thiết cho nhiều người. Khi máy tính, bao gồm cả máy tính xách tay, len lỏi vào đời sống của mỗi người, thì song hành cùng nó là nhu cầu sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị của người dùng, đặc biệt tại các thành phố lớn với cuộc sống phát triển. Chính điều này đã đưa nghề sửa chữa máy tính, laptop trở thành nghề thu hút lao động, bởi ngoài thu nhập ổn định, công việc này không đòi hỏi quá cao về trình độ. Chỉ cần qua một khóa đào tạo căn bản, yêu thích máy tính và đam mê công việc, việc thu hút khách hàng và phát triển nghề là không hề khó. Sử dụng hàng ngày thì nhiều, nhưng có thể hiểu và sửa chữa được chúng mỗi lần chúng đổ bình thì chẳng có mấy ai. Và vì thế, những người chọn nghề sửa chữa máy tính hiển nhiên sẽ có một công việc làm ổn định, bởi vì máy móc dù có tốt đến cỡ nào cũng sẽ đến ngày bị hỏng hóc. Nhu cầu nhân lực cho ngành nghề sửa chữa bảo trì các dòng máy tính tỷ lệ thuận với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Theo thống kê, mỗi năm xã hội cần đến 80.000 người, trong khi hàng năm chỉ khoảng 32.000 sinh viên học ngành này ra trường. Hơn nữa, việc tốt nghiệp chính quy dài hạn từ các trường đại học cao đẳng chuyên ngành máy tính công nghệ thông tin thường nghiêng về phần mềm mà bỏ ngỏ việc sửa chữa bảo trì phần cứng máy tính. Chính vì vậy mà hầu hết những chuyên viên sửa chữa bảo trì các dòng máy tính chỉ cần học một khóa ngắn hạn, được đào tạo cơ bản về sửa chữa máy tính là có thể bắt tay vào nghề. Dĩ nhiên, trong quá trình hành nghề, cần phải chăm chỉ cập nhật những kiến thức về các thế hệ máy tính mới nhất để có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiểu được công việc cơ bản của các chuyên viên bảo trì và sửa chữa máy tính là như thế, nhưng học ở đâu và học như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh ngay sau đây. Ra đời từ năm 2000, tính đến nay, trung tâm sửa chữa laptop máy tính Trung Hậu trở thành một trong những địa chỉ đào tạo các khóa học ngắn hạn từ cơ bản đến chuyên sâu về bảo trì, sửa chữa laptop, máy tính. Chỉ từ 3 đến 6 tháng, các học viên sẽ được trang bị đầy đủ về các kiến thức nghề như cài đặt, nâng cấp và xử lý sự cố lỗi phần cứng, phần mềm, tháo và hàn gắn các linh kiện điện tử, chẩn đoán và sửa chữa những bệnh thường gặp của thiết bị. Bên cạnh đó, kết hợp lý thuyết gắn với thực hành chính là phương pháp giúp học viên tiếp cận gần hơn với thực tiễn công việc. Mình học ở trung tâm này là khoảng 4 đến 6 tháng. Sau khi hoàn thành khóa học, tôi được nhận làm ở đây để sửa chữa và hướng dẫn các bạn học viên khoảng 7 năm. Khi lúc mình học thì mình học để hiểu cho mình thôi. Còn khi mà lúc mình dạy thì mình phải phụ thuộc vào cái người học nữa. Mình theo tiến trình của người học. Có người thì có năng khiếu thì đi nhanh, có người không năng khiếu thì đi chậm. Nhưng mình phải làm sao cho người không năng khiếu họ có thích thú với nghề thì mới tiến bộ được. Còn nếu như mình không có hướng dẫn để cho mà cái người đó không có năng khiếu họ vẫn không thích thú thì cái nghề đó không có đạt. Vậy thì anh đã làm gì để cho các bạn cũng như là thích thú hơn và để theo đuổi đam mê của mình hơn? Đầu tiên á thì mình vô mình sẽ làm đưa cho mấy bạn làm quen với máy. Để mấy bạn hiểu từ từ về máy. Rồi mình bắt đầu mình mới đi lên điều kiện chuyên sâu. Tại vì khi mới vô mà ví dụ mấy bạn khò hàng liền hoặc là kỹ năng khó thì mấy bạn sẽ nản. Mấy bạn sẽ làm khâu tháo ráp trước. Những cái bước dễ mình sẽ làm trước để cho mấy bạn làm được. Qua đó mấy bạn làm được rồi thì mấy bạn sẽ thích thú dần lên. Đối với giảng viên như anh đi thì anh cập nhật những kiến thức mới như thế nào? Cập nhật kiến thức mới thì ví dụ như cái dòng máy nó mới ra thì mình nghiên cứu, tại vì những cái công nghệ nó tích hợp nhiều hơn là những cái kinh nghiệm cách ra.
Nana thì mình phải coi những cái dòng máy mới, mình nghiên cứu nó, mình áp dụng về sơ đồ nó để mà mình sửa những dòng máy mới. Tại vì máy mới nó khác nguyên lý cũ một xíu. Và cuối cùng thì anh hãy dành những lời khuyên nào cho các bạn sắp nhập học nghề này như nào? Sắp nghề học nghề này á, thì người đó phải có tìm tòi là thứ nhất. Thứ hai nữa thì người đó phải siêng năng. Và thứ ba phải tiếp thu ý kiến của người trên. Và thứ tư là ví dụ như quá trình em đi máy khách thì phải trân trọng khi sửa và học hỏi những người có trên nữa. Cảm ơn anh về những thông tin của ngày hôm nay nhé. Bản chất công việc sửa chữa laptop, máy tính không nặng nhọc, không cần trình độ cao mà nằm ở niềm đam mê kỹ thuật công nghệ. Việc siêng năng tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cùng tinh thần kiên trì tìm ra bệnh và linh hoạt trong chữa bệnh sẽ giúp bạn gắn bó lâu dài với ngành nghề này. Em học nghề này khoảng được 4 tháng. 4 tháng rồi hả? Dạ. Vậy thì bắt đầu tại sao Phil lại chọn nghề này? Thị trường hiện nay là em thấy là xài đồ điện tử rất là nhiều, phổ biến nhất là máy tính và laptop. Dạ. Thế là có nghiên cứu thị trường dữ phải không? Dạ. Em đã học được những gì từ nghề này rồi? Dạ, em học được rất là nhiều, cho đến là tháo ráp và sửa chữa và đến phần mềm. Dạ. Vậy là, ví dụ một cái máy tính thì nó hư, cái màn hình thì em đã sửa chữa được chưa? Dạ, cũng tùy thôi anh ạ. Có khi nặng thì em cũng 50-50. Là mình đang trong quá trình học hỏi mà đúng không? Dạ, dạ. Rồi, theo em thì cái nghề này có khó khăn gì? Khó khăn đối với em thì cũng không có nhiều lắm. Em thấy rất là dễ. Theo học thì mình có phần mềm và phần cứng. Vậy thì em học phần mềm trong bao lâu và phần cứng trong bao lâu? Dạ, phần mềm em học khoảng là 2 tuần. Phần cứng là em đang học 2-3 tháng. Sau 6 tháng đó thì em có dự định là mình sẽ làm ở đâu? Hay là mình mở tiệm riêng hay như thế nào không? Dạ, có. Em sẽ dự định là làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh và lấy kinh nghiệm khoảng đến 1-2 năm và sau đó là về mở tiệm. Có thể thấy, quy trình đào tạo để trở thành một kỹ thuật viên sửa chữa laptop, máy tính cần phải có sự tập trung đầu tư bài bản. Hiện nay, có khá nhiều trung tâm dạy nghề sửa chữa laptop, máy tính. Song, học viên cũng cần tham khảo kỹ về chất lượng chương trình đào tạo trước khi quyết định theo học. Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại thầy Trần Thanh Hậu, giám đốc trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại và máy tính Trung Hậu. Dạ, dạ bạn. Thưa thầy, với nghề sửa chữa máy tính thì mình có yêu cầu đặc biệt nào không thầy? Đối với ngành sửa chữa máy tính á, không có yêu cầu đặc biệt gì. Dạ. Đối với những bạn mà học hết cấp 1 cũng có thể đi học được. Những bạn học hết cấp 2 hoặc là cấp 3 thì học xong mình có thể học trực tiếp vô nghề được. Dạ. Chỉ cần yêu nghề, đam mê nghề. Đối với những bạn mà chưa biết gì về máy tính, thì mình sẽ học về phần mềm, phần mềm là xử lý các cái lỗi về phần mềm Windows, máy tính ở nhà mình đang sử dụng thế nào cũng bị nhiễm virus, cũng bị lỗi với các cái chương trình ứng dụng của nó, thì mình sẽ biết cách để cài lại, như là Word, Excel, AutoCAD. Những bạn chuyên về cái lĩnh vực phần mềm thì gọi là dân IT, chỉ cần cứng là tháo máy ra, rồi lấy cái bo mạch ra để đo đạt, kiểm tra, sửa chữa, xem nó hư ở đâu, rồi biết các cái kỹ năng như là thay chip, thay CPU, đó gọi là phần cứng, liên quan tới hàng kho. Vậy thì mở đầu học luôn á thầy, chưa biết gì luôn á, cho tới đi làm luôn là mất khoảng thời gian bao lâu thầy? Từ lúc chưa biết gì bắt đầu mình học qua cái căn bản, cái nâng cao rồi chuyên sâu thì mất cái khoảng thời gian nó trung bình là 4 tháng. 4 tháng, 6 tháng. Là tùy theo năng khiếu của mọi người đúng không? Tùy theo năng lực, cái khả năng tiếp thu của mỗi người. Và với người này em tin chắc là mình phải thực hành nhiều hả thầy ha? Vậy thì khoảng thời gian thực hành của mình là chiếm bao nhiêu phần trăm ạ? Đối với nghề này là cái mấu chốt là phải thực hành nhiều. Thực hành nhiều thì nó mới có kỹ năng tay nghề, nó mới khéo léo, nó khéo tay, thì mình mới làm được. Thì cái thời gian thực hành nó chiếm 80% cái chương trình học, còn 20% còn lại là học lý thuyết. Phải có kiến thức lý thuyết á thì các bạn mới biết đo đạt, biết đọc sơ đồ mạch, có thể sửa được những cái máy khách hàng hoặc là các cái trung tâm người ta gửi tới để bảo trì bảo hành, mình sẽ làm trực tiếp cho những cái máy đó. Và lúc nào cũng có thầy để hướng dẫn. Có một điều mà chắc là nhiều người cũng băn khoăn, đó là không biết là học phí của mình khi mà mình đến với khóa học này là bao nhiêu thầy? Cái học phí đối với khóa học này, nếu như mình học từ căn bản, nâng cao, chuyên sâu, toàn khóa thì nó dao động từ 6 triệu cho tới 10 triệu. Là mình có thể biết nghề, có thể đi làm. Bạn nào chưa đành
phải học tới khi nào thành nghề thì mới ra nghề. Dạ. À, ở đây học thì mình không có giới hạn thời gian. Dạ, còn đối với giáo viên ở đây thì là các anh chị có phải đi cập nhật một kiến thức mới xong rồi về dạy lại không thầy? Về kiến thức đào tạo nghề, các giáo viên ở đây là sửa thường xuyên thì mình luôn luôn phải nghiên cứu để sửa chữa được một máy cho khách hàng. Thì kiến thức tự động phải cập nhật. Mình cập nhật bằng cách là mình phải tự nghiên cứu, tự tham khảo các cái tài liệu trên mạng để nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề thì mới dạy cho các bạn được. Các bạn học xong rồi ra đi làm hoặc là mở tiệm muốn cập nhật kiến thức thì tới đây thì Hậu sẽ sẵn sàng hướng dẫn lại những cái gì mình chưa biết, hoặc là có thể hướng dẫn qua Zalo để các bạn nắm được cái vấn đề là miễn phí. Có một điều rất là nhiều người cũng quan tâm, đó là không biết là thu nhập của nghề này như thế nào thầy ha? Thu nhập của nghề này thì là các bạn sẽ có những cái nguồn, chẳng hạn như là mình có thể là tự nhận sửa chữa bảo hành bảo trì tại nhà cho khách hàng, rồi mình có thể là đi làm cho công ty, các cái trung tâm bảo hành chính hãng của Dell hay là của HP, của Asus, thì tổng các cái nguồn thu nhập ở lại một tháng trung bình mình sẽ thu nhập khoảng từ 10 triệu tới 20 triệu. Tùy thuộc vào cái sự chịu khó của mình. Mình ngoài cái giờ làm ở công ty ra, mình có thể nhận bảo trì bảo hành cho các cái tiệm nét, hay là mình bảo hành bảo trì tại nhà. Dạ, như vậy là mức thu nhập cũng khá cao trên thị trường hiện nay đúng không ạ? Như vậy thì nhu cầu lao động của nghề này trên thị trường hiện nay là như thế nào ạ? Nhu cầu lao động của cái nghề này trên thị trường hiện tại giờ thì rất là hot, tức là cái nhu cầu rất là cao, các bạn không có lo là không có việc làm. Trung tâm sẽ bảo đảm việc làm cho các bạn, sẽ giới thiệu việc làm cho các bạn luôn, có thể làm ở cho các cái trung tâm bảo hành, và có những bạn nếu có cơ hội đi nước ngoài thì vẫn có thể hành nghề này được. Có nghĩa là cả trong nước hay là mình đi nước ngoài là mình vẫn làm nghề này được. Vẫn làm nghề này được. Có một cái lời khuyên nào cho các bạn sắp bước vô nghề này không thầy? Cái lời khuyên đối với các bạn khi bước vào nghề này là các bạn đừng có lo lắng là mình không làm được, hoặc là lo lắng là mình chưa biết gì về điện tử. Ở đây mình sẽ học từ cái giai đoạn về điện tử căn bản cho tới sửa chữa nâng cao chuyên sâu về bao mạch, chứ không nhất thiết là phải biết về điện tử trước. Còn những bạn nào mà đã có kiến thức về điện tử căn bản rồi, chẳng hạn như là những bạn sửa tivi, sửa đầu máy vẫn có thể chuyển qua làm bên lĩnh vực sửa chữa máy tính được. Xin được cảm ơn thầy đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngành sửa chữa máy tính đang là một ngành có mức thu nhập khá ổn định trên thị trường lao động hiện nay. Theo thống kê, các ngành nghề, các lĩnh vực kinh doanh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nhưng doanh số của các trung tâm điện máy lại tăng lên đến 80% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào các mặt hàng laptop, máy tính. Điều này cũng có cho thấy nhu cầu nhân lực cung ứng cho ngành sửa chữa máy tính lớn đến dường nào. Nếu bạn chọn nghề này, chỉ cần chọn một trung tâm đào tạo nghề uy tín, chăm chỉ học tập, đam mê với nghề, chắc chắn bạn sẽ có những kết quả xứng đáng. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 14:30 thứ 6 các tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.